Xin chào quý anh chị và các bạn, tôi là Mai Văn Trân, là một kỹ sư nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là về nuôi tôm. Hiện nay tôi đang công tác và làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn OBS và đang phụ trách thị trường khu vực huyện Thành Phú của tỉnh Bến Tre. Hôm nay tôi làm video này muốn chia sẻ đến anh chị và các bạn về cái chủ đề chúng ta giải quyết và khắc phục cái tình trạng tôm lòng nổi đầu và đớt đá sau đó như thế nào là hiệu quả và an toàn. Thì trong cái môi trường nước chúng ta, nếu mà cái hàm lượng khuẩn tạp cao thì nó sẽ làm cho con tôm chúng ta khi lọc nó rất là dễ nổi đầu và đớt đá sau đó rất là nhanh chóng, rất là nguy hiểm. Và cái nồng độ khí độc chúng ta tăng độc ngột như là HES, NH3, NH2 cao, tăng độc ngột thì nó cũng dẫn ra tình trạng này. Và khi con tôm mới vừa lọc xác thì cái NH2 cao nó sẽ tấn công ngay vào cái mang tôm, làm cho con tôm nó không hô hấp được, không lấy oxy được, dẫn đến cái hiện tượng là con tôm có biểu hiện là sẽ bơi lên mặt nước và sau đó nó sẽ rớt đá rất là nhanh chóng. Rồi cái nồng độ khoáng chất chúng ta bổ sung không nhiều, không đủ, đặc biệt là những cái ao tôm chúng ta nuôi mật độ quá dày thì nó sẽ khi lọc, đặc biệt là lọc rộ, nó sẽ không có đầy đủ cái khoáng chất để nó hấp thu thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là lọc và rớt đá. Rồi đặc biệt là những cái ao tôm mà cái độ mặn thấp cũng như là vào thời điểm mưa dầm mưa nhiều thì nó hay xảy ra cái tình trạng này, chúng ta gặp rất là thường xuyên. Rồi cái nồng độ oxy và tan chúng ta thấp, đặc biệt khi con tôm lọt thì nó đòi hỏi cái lượng oxy và tan rất là cao, gấp đôi, gấp ba lần cái lượng oxy và tan thông thường. Anh chị và các bạn chú ý điều này. Rồi cái độ pH và độ kiềm trong ao chúng ta thấp. Khi mà đàn tôm đã về size tương đối lớn rồi thì cái độ pH chúng ta phải ổn định mức 8.1, đồng thời cái độ kiềm phải an toàn cái mức là 120mg đến lít trở lên thì chúng ta mới đảm bảo được là tránh được cái tình trạng mà lọc rộ, lọc ép con tôm rất là nguy hiểm. Rồi cái độ đục và cái độ nhớt nước trong ao cao thì nó cũng dẫn đến cái tình trạng là tôm lọt rớt đá. Thì đã giải quyết những cái tình trạng này thì chúng ta thực hiện các bước như sau. Đầu tiên buổi sáng 9 giờ 8 giờ sáng thì chúng ta phải sử dụng cái CCF 5000 lon 1 kg cộng với 30 kg cát xây dựng, chúng ta rải xung quanh ao và sau đó là chúng ta xi phong ra ngoài, thải ra môi trường bên ngoài. Và 9 giờ chúng ta sử dụng cái nanobacter để chúng ta diệt khuẩn tạp trong ao. Nanobacter thì chúng ta diệt khuẩn nó sẽ không gây sốc cho con tôm, rất là an toàn. Và 10 giờ chúng ta sử dụng cái dioxin với cái liều là 5 lít trên 1.000 mét nước. Chúng ta rửa nước, sử dụng dioxin nhằm mục đích là làm cho nước nó mở nước, nhẹ nước, môi trường thông thoáng hơn. Đồng thời dioxin nó sẽ rửa những cái sạch những cái đậu bùn, những cái đậu đục cũng như là nhớt trong cái mang tôm bỏ trước đó, để tôi xin giải quyết rửa nước, rửa mang rất là hiệu quả. Rồi tiếp theo chiều lại thì chúng ta phải bổ sung cái khoáng chất cho tôm như là cái vôi nóng CaO 10 kg cộng với cái khoáng nóng là mít 200 10 kg cộng với 20 kg alkali cộng thêm 5 kg cái kali nguyên liệu bột trắng cộng với magie nguyên liệu là 15 kg, chúng ta hòa chung và đánh lúc chiều tối. Và ngày hôm sau thì chúng ta phải tăng cường khử cái khí độc NO2 bằng cái Hamio, và chú ý là trước khi rải Hamio thì chúng ta phải làm cho cái độ đục chúng ta giảm lại, cũng như là rải oxy viên dưới đáy ao cho đầy đủ cái hàm lượng oxy, và chúng ta rải Hamio với cái liều là 2 đến 3 gói trên 1.000 mét khối tùy theo tình trạng NO2 cao hay thấp. Và chiều lại thì chúng ta cấy cái vi sinh FVC, BBT và PET với cái liều là gói 227g chúng ta cộng với 10 kg đường cát và sục khí nhầm 8 giờ và đánh vào lúc chiều tối. Và cái vấn đề cho ăn thì chúng ta phải tăng cường dinh dưỡng cho tôm bằng cái Vanagen, bằng dinh dưỡng động đặc với cái liều là 10ml trên ký gram thức ăn, và đồng thời cộng thêm một cữ là Canxifort dạng khoáng sữa hữu cơ thì cái liều là 20ml trên ký gram thức ăn, giúp cho cơ tôm khỏe hơn, chắc hơn, hình thành nhanh, hình thành cái vỏ hơn. Và chú ý là nếu mà cái đàn tôm chúng ta lọc rộ ngay thời điểm đó nó nổi mặt nước rất là nhiều thì ngoài việc cung cấp cái oxy thì chúng ta phải tạt thêm cái Canxifort dạng khoáng sữa hữu cơ này với cái liều là 2 lít trên 1.000 mét nước, chúng ta hòa tan với nước sạch và tạt đều khắp ao thì nó cũng giúp cho con tôm nhanh cứng vỏ hơn, thì làm cho con tôm nó sẽ nhanh cứng vỏ và nhanh xuống đáy hơn. Thì với cái quy trình này, cái phương pháp này tôi đã áp dụng cho cái farm nhà rất thành công, cũng như đã hướng dẫn và giúp đỡ cho rất nhiều anh chị và các bạn làm theo cái quy trình này và đã thành công rồi. Anh chị và các bạn nào chưa rõ vấn đề gì
cần hỗ trợ kỹ thuật có thể liên hệ ngay với tôi, Mai Văn Chơn, với số điện thoại là 037 471 2087. Tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ với anh chị và các bạn một cách nhiệt tình hết mình. Xin chân thành cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.